Xin chào tất cả bác. Kiên xe đạp bên em hôm nay thì có một đơn. Đây là đơn địa hình Chinix carbon giá 10.900.000 đi Bình Dương. Thì hiện tại em đang ở đưa cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Địa hình Chinix carbon giá 10.900.000 đi Bình Dương. Thì hiện tại em đang ở đưa cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác. Ôi trời ơi. Chứ em gửi một thùng nữa.